Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Tổng đã già yếu từ lâu, giờ ông mới thừa nhận là ông bất lực. Với những gì ông Tổng Bí Thư đã làm nhiều năm nay, người ta luôn nghĩ ông là người có sức mạnh tuyệt đối. Từ khi loại được đối thủ Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vũ đài chính trị thì ảnh hưởng của ông Tổng không có đối thủ được duy trì đến nay đã được 7 năm và hứa hẹn ông sẽ giữ vị thế độc tôn này ít nhất trong khoảng 3 năm nữa. Lò Công Trọng dựng lên đã đốt được rất nhiều nhân vật. Tuy nhiên, có những nhân vật mà gần như ông Trọng bất lực dù cho ông có làm mọi cách đi chăng nữa. Nhân vật thứ nhất đó là Nguyễn Tấn Dũng. Dù cho ông Dũng không còn nắm quyền lực, nhưng việc đưa ông Dũng vào tù là bất khả thi. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6. Mặc dù ông Trọng đã làm rất quyết liệt để chạm đến cửa nhà ông Nguyễn Tấn Dũng, trong đó ông đã đốn ngã rất nhiều tay chân thân tín của Nguyễn Tấn Dũng trước đây như Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, vân vân. Kể cả việc ông Trần Bắc Hà đã chết một cách bí ẩn trong trại giam thì ông Dũng cũng không mảy may lo sợ. Thậm chí gì bây giờ, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn dường như thách thức ông Trọng hỗ trợ ông Thủ tướng Phạm Minh Chính chống lại những đợt pháo kích của ông Tổng. Nếu nói ông Dũng là đối thủ ngang tài, ngang sức với ông Tổng bất lực thì không có gì đáng chê trách. Đằng này, ông Tổng cũng không thể nào đưa được Hai Nhật, tức là Lê Thanh Hải vào tù, mặc dù sai phạm của Thủ Thiêm thì đã rành rành ra đó. Tam trụ ăn đất Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa là một cái kiềng ba chân rất vững chắc. Ông Tổng bấy năm nay 5 lần 7 lượt công vào nhóm này, nhưng họ thì vẫn cứ trơ trơ như không có chuyện gì xảy ra. Đây là sự bất lực đáng xấu hổ, bởi ông Lê Thanh Hải chính là cựu ủy viên Bộ Chính trị, chứ không phải đương kim, mà ông Hải lại chưa từng đứng vào hàng ngũ tứ trụ. Ông Trọng đã cho bắt em ruột của Lê Thanh Hải để điều tra mà vẫn không hề có kết quả gì, rồi bắt luôn cả Tất Thành Cang để điều tra thì vụ án ăn đất cả Thủ Thiêm cũng vẫn không đi đến đâu. Trong bộ tam trụ ăn đất, Lê Thanh Hải là chủ đỡ cho hai nhân vật còn lại. Nếu bứng được Lê Thanh Hải thì hai trụ kia sẽ tự khắc ngã nhào. Nhưng rồi ông Trọng cũng phải bất lực với Hai Nhật khét tiếng. Ông Nguyễn Văn Nên là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ hỗ trợ ông Trọng dọn dẹp sạch các vụ án ở Thủ Thiêm. Nhưng đến nay ông Nguyễn Văn Nên chỉ mới sờ đến Tất Thành Cang mà chưa thể làm gì được tam trụ ăn đất khét tiếng kia. Quả thật ông Trọng đã bất lực với trường hợp này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng thừa nhận bất lực. Vào sáng ngày 3 tháng 10, Hội nghị Trung ương 6, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã phải thừa nhận sự bất lực của ông. Ông nói rằng, chưa kiểm soát tốt quyền lực trong công tác cán bộ. Thực tế, ông đã không thể kiểm soát nổi những đối tượng mà ông đã lên lịch triệt hạ trong nhiều năm nay. Càng ngày, ông Trọng thì càng già và càng yếu. Và thực tế là quyền lực của ông cũng đang ở bên kia sườn dốc. Mặc dù ông vẫn là thế lực mạnh nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Ông Phạm Minh Chính là thế lực đang lên nhưng gặp phải sóng gió. Tuy nhiên, vào thời gian tới, có thể thế và lực của ông Thủ tướng sẽ được phục hồi, thì lúc đó tương quan lực lượng sẽ không như bây giờ. Dường như để chứng tỏ cho ba tánh biết rằng ông chưa bất lực, thì điều quan trọng nhất bây giờ là truất phế được một chân trụ trong tứ trụ. Và nếu ông làm được như thế, thì lực của ông Thủ tướng cũng phải dè chừng, ông mà không dám làm càn. Không biết rằng trong những ngày sắp tới, ông Tổng sẽ làm gì với ông Chủ tịch nước hiện nay. Đây là hình ảnh Lê Thanh Hải, biểu tượng của sự bất lực của ông Tổng Nguyễn Phú Trọng. Chiếc ghế Chủ tịch nước là ghế yếu nhất trong tứ trụ hiện nay mà ông Tổng không loại bỏ được, thì ông chỉ có thể là sức mạnh của ông với nhóm ủy viên Trung ương Đảng, còn với tứ trụ thì ông vẫn còn đang bất lực. Còn nhớ vào năm 2018, khi đó ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang bám vào ghế, ông vẫn bứng được. Liệu với ông Chủ tịch Phúc có bám được hay không, hay lại bất lực? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cơn bão mạnh hơn Noru đang nhắm thẳng vào ông Phúc và ông Chính, lo mà chống đỡ. Càng gần ngày khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ông Tổng Bí Thư càng thúc giục ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm.
Công cụ để đấu tố lẫn nhau chính là tiêu cực. Vì thế những ngày gần đây, nhóm của ông Tô Lâm trong Bộ Công an làm việc cật lực để giao kết quả cho ông Tổng Bí Thư. Vụ án Việt Á, chuyến bay giải cứu và vụ công ty IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được điều tra nhiều hơn. Vào ngày 1 tháng 10, ông Tô Ân Sô, Trung tướng, Chánh văn phòng và phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam đã cho biết, đối với vụ Việt Á, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam bị can hoặc thực hiện các biện pháp ngăn chặn với 28 bị can. Đối với vụ Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao trong các chuyến bay giải cứu thì có 21 người bị các biện pháp ngăn ngừa và nêu trong vụ Tân Hoàn Minh 7 người. Đây là hình ảnh ông Đại tướng Tô Lâm đang cho ra quân rất mạnh. Vụ án Việt Á bao trùm lên 62 trên tổng số 63 tỉnh thành cả nước, gần như phủ toàn bộ, và chính vụ án này đã kéo đổ chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Y tế trước đây là ông Nguyễn Thành Long. Ngoài ra còn có ông Trung Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, và ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng bị bắt. Cả ông Chu và ông Thăng đều là ủy viên Trung ương Đảng. Được biết, chỉ riêng vụ án Việt Á, Bộ Công an đã thông báo thu hồi được 1.600 tỷ đồng từ các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, số tiền mà Việt Á trục lợi lên đến 4.000 tỷ đồng, còn rất nhiều tiền đang nằm trong tay những người chưa bị bắt. Không biết bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đang hưởng bao nhiêu trong 4.000 tỷ đồng trục lợi từ Việt Á. Ông Tổng Bí Thư đã thúc Tô Lâm phải điều tra rốt ráo những đồng tiền chia chác của Việt Á như là một cơn bão lớn đang thổi rất mạnh. Nó đang nhắm vào nhà ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Cơn bão này đang mạnh dần lên và chưa biết khi nào nó dừng. Đặc biệt là trước Hội nghị Trung ương 6 thì nó càng cuồng nổ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc vướng cả vào vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu. Cùng với đợt chỉ đạo này, ông Tổng cũng ép Tô Lâm phải vây và đánh thật rát với nhân viên Cục Tình báo Quân đội, đội lốt doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vụ IC như là một hướng đánh chính nhắm vào ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vào ngày 10 tháng 5, ông Tô Lâm đã cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an Việt Nam phát lệnh truy nã đối với doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Phát lệnh truy nã để hợp thức hóa việc lùng bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án. Bàn cờ chính trị của phe ông Tổng phụ thuộc rất lớn vào vụ án này, liệu có bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay không. Nhưng dường như ngày một khó khăn khi bà Nhàn đã trốn ra nước ngoài, và với khả năng của bà thì luật sư bảo vệ bà cũng đã được thuê. Nhiều người đặt câu hỏi về khả năng bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đối với ông Tô Lâm. Ông Vương Đình Huệ, đối thủ của ông Phạm Minh Chính thì chạy đua lên đỉnh cao quyền lực, là người trông đợi nhiều nhất vào kết quả từ ông Tô Lâm. Có người thì lại nói việc đấu trí giữa ông Tô Lâm với bà Nguyễn Thanh Nhàn là vỏ quýt dày đấu với móng tay nhọn. Ông Tô Lâm giỏi bắt cóc nhưng bà Nhàn lại giỏi lẩn trốn và bà quan hệ với Tổng cục 2 Tình báo Quân đội. Việc ông Tô Lâm không cho phát lệnh truy nã quốc tế với bà Nguyễn Thanh Nhàn xem như là thông điệp rõ ràng. Ông Tô Lâm không muốn nhờ cảnh sát nước ngoài bắt giữ bà Nhàn mà ông quyết định bắt cóc nếu có cơ hội. Nếu nhờ nước ngoài bắt giữ, chưa chắc gì người ta dẫn độ bà Nhàn về Việt Nam. Mà nếu giữa Việt Nam và nước đấy hiệp định dẫn độ thì thủ tục cũng rất phức tạp, kéo dài. Bà Nhàn phải ra tòa nước sở tại và được tòa án phán quyết dẫn độ thì mới được đưa về nước. Điều đó dường như rất khó đối với các thể chế dân chủ và tự do. Vậy nên ông Tô Lâm đã quyết định có thể sẽ bắt cóc cho nhanh và gọn. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng đang cho lo cho số phận bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Việc quyết định bắt cóc thay vì nhờ dẫn độ cũng là một rủi ro cho ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Biết rằng bà Nhàn là dân tình báo Tổng cục 2, bắt bà Nhàn không dễ như bắt Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng Tô Lâm không bắt được bà Nhàn. Vì thế, việc tung người cài cắm và dự tính bắt cóc người như là một thứ cơn bão, mà đúng hơn là cơn xoáy lốc mà không biết khi nào nó sẽ đổ vào nhà ông Thủ tướng. Trò chơi trốn tìm còn nhiều tình tiết gay cấn. Chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ thắng.